bằng cung, tam sản là bằng cái cung, thì ở cái tơ là mình cũng phải biết là mình tìm cái gì rồi, đúng không? Tam sản có nghĩa là bằng mặt nó sẽ dày, thì mình phải biết bằng mặt như thế nào là dày, to ra bao nhiêu là dày. Hồi nãy học rồi nha. Chứ con độ tuổi sinh hoạt tình dục nhỏ hơn 16 và bình thường lớn hơn 16 dày. Còn mãn kinh bình thường thì nhỏ hơn 5, lớn hơn 5 là dày. Rồi, polyp nội mạc tử cung, polyp nội mạc tử cung thì thường trên siêu âm nó sẽ có biểu hiện là một cái cấu trúc phẳng dày nằm trong lòng tử cung, và đôi khi là có một cái cuốn mạch máu đi vô trong đó. Vậy thì người ta sẽ chẩn đoán polyp dễ, tức là nhìn thấy nó dễ dàng ở cái giai đoạn nào của nội mạc? Giai đoạn tăng sinh, đúng không? Bởi vì thế là lỡ gặp bệnh nhân ở giai đoạn kế tiếp họ mặc khả năng dày, tổn thương cũng khả năng dày, hai đứa cùng màu trắng nằm kế nhau, cái sự phân biệt nó sẽ rất là kém. Cho nên là thường người ta sẽ học thêm cái câu đó là đề nghị tái khám sau khi sạch kinh, thì người ta chờ cái gì mà người ta đề nghị tái khám. Cái thứ nhất là nếu mà người ta lỡ chẩn đoán nhầm, cái đó chỉ là nội mặt dày lên thôi chứ không phải là polyp, thì bây giờ bệnh nhân có kinh rồi siêu âm lại thì nội mặt sẽ mỏng như bình thường ha. Còn nếu nó là polyp thì lúc đó nội mạc bước qua cái giai đoạn tăng sinh, bước qua giai đoạn tăng sinh thì nội mạc có phản ứng kém như là cái hình này, thì là sẽ dễ nhìn thấy polyp hơn ha. Và polyp là cái tổn thương có thể gặp hoặc là một cái hoặc là nhiều cái, nhưng mà rất ít khi nào mà nó bị ung thư ha, rất ít khi nào bị ca hóa. Và nếu mà nó có biểu hiện lâm sàng thì thường là trong kinh hoặc là vô sinh, thì những cái trường hợp mà vô sinh mà thấy có vô liếp thì tắc thường là người ta sẽ nội soi lòng tử cung để cắt bỏ vô liếp. Rồi cái bệnh thứ ba của nội mạc đó là teo nội mạc, cái tên nó cũng nói rồi, và thường là gặp ở những cái người sau mãn kinh hay là những người mà dùng những cái thuốc nhiều thai uống kéo dài hay là bị suy bụng trước sớm. Là khi mà người ta siêu âm ra nội mạc có bề dày nhỏ hơn 5 mm thì người ta sẽ điều trị cho cho bệnh nhân cái khám đó là teo nội mạc tử cung. Cái triệu chứng lâm sàng thường gặp của teo nội mạc tử cung đó là xuất huyết âm đạo bất thường, đầu tiên là nó ra huyết không đúng cái vị kinh, bệnh nhân đi khám cho siêu âm nhỏ hơn 5 mm thì người ta sẽ quy cho nó là teo nội mạc tử cung và người ta điều trị nội tiết ha. Và cuối cùng đó là ung thư nội mạc tử cung, thì cái này thường là nó sẽ gặp ở những cái người mãn kinh, những người mãn kinh và rất là hiếm gặp ở những người nhỏ hơn 40 tuổi. Mà cái này thì nói thêm ha, cái này chỉ là trong sách vở thôi. Hiện nay ngày càng tôi gặp ngày càng nhiều cái bệnh nhân trẻ mới có khoảng từ 20 mấy tuổi vẫn có ca nội mạc tử cung, cũng giống như là ca đại trực tràng thì các bạn học tiêu hóa đi, các bạn sẽ thấy là cái tuổi của bạn trung niên, ca bùng trứng của tuổi trung niên, và bây giờ trẻ tuổi bị ung thư rất là thường gặp ha, ung thư rất là thường gặp. Mà tại vì là mình vẫn chưa có những cái báo cáo chính thức, chưa có những báo cáo chính thức về cái tuổi ở cái giai đoạn này, cho nên trong sách vở thì vẫn còn ghi người già bị ung thư, bây giờ người trẻ ung thư quá nhiều luôn. Rồi nhưng mà siêu âm á, nó sẽ không có phân biệt nổi giữa tăng sản nội mạc và ca nội mạc. Nó chỉ giúp ích tận đông đánh giá thấp lớn khi ca thôi. Bởi vì sao? Mình nhìn cái hình này ha, hình điển hình của tăng sản nội mạc, là nội mạc có âm dày, to mười dày, nó tăng lên thôi. Ở đây điển hình của nội mạc, ca nội mạc, mình thấy nội mạc dày, phản âm không đồng nhất ha. Nhưng đôi khi trong sản nội mạc cũng có hình giống dày và ca nội mạc cũng có hình giống như trang dày, cho nên chẩn đoán hình ảnh không phải dùng để chẩn đoán xác định là có ung thư hay không ung thư, mà chỉ dùng để đánh giá giai đoạn nếu đó là ung thư, đúng không? Nếu đó là ung thư và vậy thì là người ta làm vào lúc nào? Siêu âm thì đương nhiên là các kỹ thuật đầu tay mà chúng nói nó kế tiếp là sau khi đó người ta sẽ làm cộng ung thư. Thì là làm vào lúc nào? Làm vào lúc mà sau khi nào sinh tiết có kết quả chẩn đoán bệnh là ung thư người ta mới làm ha.
chứ không có ai tự nhiên mới ra quyết cái bài vô không siêu âm, không nạo sinh thiết chạy đi chụp cộng hưởng từ. Mà cái đó cần cập nhất là còn là người nhà của nhân viên y tế. Nếu mà nhanh đi khám thì sẽ theo đúng trình tự, mà cái đó thường gặp toàn là người quen nha. Rồi vậy thì mình sẽ hỏi khi nào nạo sinh thiết, khi nào nạo sinh thiết. Thường đã nói là cái bệnh này nó sẽ thường gặp ở cái người thần kinh ha, và cái nguyên nhân mà để cho người thần kinh tới cao thường là người ta bị đau nhức lại, là người ta nó tới cao. Cho nên nếu như mà bệnh nhân có đau huyết sau cái mãn kinh đi siêu âm có kết quả là mờ màng dày đến mờ màng 5 mm là phải nạo sinh thiết ha. Còn nếu như mà người ta không có đau huyết, không có đau huyết đi siêu âm từ cờ thấy mờ màng dày lớn mờ màng 8 mm cũng phải nạo sinh thiết, coi cái thằng này là tăng sản hay là ca mờ màng. Vậy các bạn sẽ hỏi là bệnh nhân không có xuất huyết, bệnh nhân không có xuất huyết siêu âm ra mà màng từ 5 cho đến 8 mm giảm gì, đúng không? Nếu mà nó có xuất huyết là đương nhiên nạo sinh thiết rồi, còn bây giờ không xuất huyết thì làm sao? Thì mình phải coi lại là bệnh nhân có dùng nội tiết tố hay không. Bây giờ mình làm sử dụng nội tiết tố sao mà sinh rất là nhiều ha. Mình coi nếu mà người ta có dùng thuốc hoặc dùng thuốc thì mình cho ngưng thuốc, còn nếu không dùng thuốc thì cũng phải hẹn người ta tái khám xong thời gian là thường lấy một tháng. Thời gian sau quay trở lại siêu âm coi có còn dày hay không. Nếu mà vẫn còn dày thì người ta sẽ nạo sinh huyết. Rồi, mình thấy những cái con số này nó rất là quan trọng để dẫn tới quyết định là bệnh nhân có phải làm thủ thuật hay không. Cho nên là đo người ta chính xác. Đôi khi những cái trường hợp mà có dịch ở trong lòng tử cung đối với những người mãn kinh đó là chuyện bình thường ha. Vậy thì khi đo phải bỏ cái lớp dịch ra, không có được to luôn lớp dịch. Ví dụ như là bình thường á là người ta đo mờ màng, ta đo một đường từ đây đến tới đây đúng không, người ta đâu có bỏ. Nhưng mà khi mà nó có dịch, ví dụ nó có dịch nằm ở trong ở đây ha, thì bây đo ví dụ mình muốn đo ở vị trí này, thường người ta từ đây chạy lên tới đây, thì trường hợp này bây đo từ đây tới đây lên ha, và đi từ đây tới đây rồi cộng lại, chứ không được đo luôn một đèo từ đây tới đây. Rồi, mình bước qua cái bệnh lý của buồng trứng. Buồng trứng là đương nhiên có rất nhiều bệnh lý nè. Ví dụ như buồng trứng lan man, là sống buồng trứng vân vân. Mà biên chế cho mình thì tôi chỉ nhắc tới cái u buồng trứng, nhắc tới cái u buồng trứng. Và khi người ta đi khám mà lỡ mà phát hiện ra người ta có u buồng trứng thì người ta sẽ tự hỏi, người ta hỏi là ta bị gì đúng không? Cứ lỡ mà mình hỏi gì, cô làm hay quá đúng không? Người ta chỉ quan tâm là họ làm hay ác thì thôi. Bất kỳ u ở đâu mà nghe nói tới cái u, họ làm hay ác trước. Thì riêng cái buồng trứng nó có một cái điểm đặc biệt, đó là nó có cái này, những cái nang chức năng. Những cái nang chức năng có nghĩa là sao? Đó là những cái tổn thương dịch nang ở buồng trứng mà nó có thể biến mất sau một vài chu kỳ kinh, như là tháng này có thể mình thấy nhưng mà tháng sau có thể biến mất và nó có thể tái lại ở buồng trứng bên kia và là tại cái buồng trứng đó. Đó là chuyện bình thường. Và phần còn lại thì cũng giống như ở những chỗ khác, có u lành tính và u lạc tính. Vậy thì những cái nang nào là nang chức năng, những cái nang nào là nang chức năng. Hồi nãy mình học á, ở mỗi chu kỳ nó sẽ có một mặt trội các điểm đúng không, và nó đụng trứng. Thì bây giờ vì một cái lý do nào đó, vì cái lý do nào đó, cái nọ nó không có đụng trứng, nó không có phản, mà nó cứ tiếp tục lớn lên, nó cứ tiếp tục lớn lên. Và lúc đó khi mà mình siêu âm mình sẽ thấy nó là một cái nang ở bên trong thành mỏng đều, bên trong không có chồi, không có vách, thì người ta gọi đó là nang cơ năng, người ta đó gọi là nang cơ năng, hay là nó đọc là nang đơn giản của buồng trứng đó. Đó là một cái nang chức năng. Cái nang chức năng thứ hai á, nang chức năng thứ hai là nang xuất huyết. Nang xuất huyết
Vậy thì khi nào có cái nang xuất huyết từ cái nang cơ nang này, cái nang đơn giản này có thể nó có biến chứng xuất huyết, nang thì tạo thành nang xuất huyết, đó là một nguyên nhân. Nguyên nhân thứ hai á là cái hoàn thể sau khi mà phóng tỏa thì sẽ để lại cái hoàn thể, đúng không? Thì bây giờ về một lý do gì đó nó có xuất huyết bên trong cái hoàn thể đó thì nó sẽ to lên tạo cái hình ảnh siêu âm là nang xuất huyết. Thì hai cái nang đó là hai cái nang chức năng thường gặp nhất, hai chức năng thường gặp nhất, và nó cũng là những cái nguyên nhân dẫn tới cái buồng trứng có kích thước to thường gặp nhất ở phụ nữ trẻ tuổi, ở phụ nữ trẻ tuổi. Rồi vậy thì đối với những cái nang đó thì người ta theo dõi như thế nào? Đương nhiên là biết là nang chức năng có thể biến mất, đúng không? Thì người ta phải theo dõi chúng ta có mà vừa thấy và phải lên đi mổ liền, đúng không? Thì đối với nang đơn giản, trước khi người ta quyết định cái phác đồ thường thì người ta sẽ xem bệnh nhân đó là bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ cao ung thư buồng trứng hay là nguy cơ thấp đối với ung thư buồng trứng. Thì những cái yếu tố nguy cơ của ung thư buồng trứng mà vẫn được chấp nhận á, thứ nhất là mãn kinh, lớn tuổi các vị lớn tuổi thì ung thư, ha, cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái người có tiền sử gia đình về ung thư buồng trứng. Tiền sử gia đình là sao? Là có mẹ, chị gái hay là những người thân trực hệ bị ung thư buồng trứng, thì những cái người đó sẽ bị mắc có nguy cơ bị ung thư buồng trứng cao hơn gấp 3-4 lần so với người bình thường. Thì người ta sẽ xếp những người đó ở nhóm nguy cơ cao. Rồi nếu mà người đó ở nhóm nguy cơ thấp, ra cái nang đơn giản nhỏ hơn 5 cm coi như là xong, người ta xếp hẳn hết vô nhóm cơ năng luôn, không cần theo dõi, không cần theo dõi. Cho nên mình vẫn thấy có những cái kết quả siêu âm á, ở trên mô tả nhanh nhất đó là tổn thương buồng trứng gì đó, có tòa có nang gì đó, kích thước bao nhiêu ha. Nhưng mà khi xuống dưới kết luận là siêu âm của khoa chưa phát hiện bất thường, cái đó là không phải là người ta đánh máy sai, cũng không phải là cần quên kết luận, mà đó là nó nằm ở đây ha, nó nằm ở đây. Và đánh giá nó là những cái nang cơ năng và có nang cơ năng ta không theo dõi nữa. Còn nếu mà nó từ 5-7 cm thì người ta sẽ theo dõi hàng năm với siêu âm cho tới khi mà nó có biến đổi đi, hay là nó lớn lên hay là nó thấp chồi có bắp thì người ta mới phục hồi. Còn nếu mà nó lớn hơn 7 cm thì hoàn toàn phẫu thuật luôn khi chị ha cho nhanh khỏi phải theo dõi. Còn là người ta sẽ đánh giá thêm cái tổn thương từ trước khi mà người ta cho theo dõi. Tại sao phải đánh giá thêm cái tổn thương từ? Bởi vì nói cuối cùng á, siêu âm là cái xét nghiệm nó mang tính chủ quan, nó rất là lệ thuộc vào người làm. Và thực tế thấy rất là nhiều ca siêu âm và thời gian đơn giản, nhưng mà khi mà chụp tổn thương từ thì thấy nó có mắt mắt chồi. Bởi vì sao? Và thường nhất là gặp ở đâu? Cái mắt mắt chồi nó nằm xuống ở thành trên của cái nang. Khi đó người ta chỉ siêu âm bằng cái đầu dòi hành đạo ở phía dưới, người ta xót ở phía trên. Hoặc là khi những cái hạn chế là rớt cho bệnh nhân, những cái bệnh nhân khó khăn với siêu âm, đặc biệt giống như là những cái u buồng trứng thì bệnh nhân đang có thai, để đặt đầu dòi vô đâu, người ta thấy cái thai á, cái buồng trứng rất là khó đánh giá. Cho nên những cái đó là một là hạn chế cho người làm, hai là hạn chế cho bệnh nhân. Cho nên là người ta sẽ cần một cái kỹ thuật khách quan, định lực khách quan trước khi là người ta quyết định theo dõi hay là phẫu thuật. Còn nếu mà người đó mà thuộc nhóm nguy cơ cao á, thì cái con số nó nhỏ lại thôi, nó quy như vậy, con số nhỏ lại về tận thôi. Còn nang xuất huyết thì tùy vào cái giai đoạn mà mình siêu âm, nó là giai đoạn nào của xuất huyết, từ giai đoạn cấp cho tới giai đoạn mạn, tức là quá trình tiêu sợi huyết á, mà cái hình ảnh siêu âm là có thể từ một cái khối phản ảnh dày hoàn toàn cho tới phản ảnh cấp hoàn toàn ha. Nhưng cái hình ảnh điển hình nhất của nang xuất huyết đó là cái nang bên trong nó có rất là nhiều sợi huyết kim đang xen với nhau tạo thành cái hình ảnh giống như là cái hình ảnh tuyến cá, hình ảnh tuyến cá đó là một điển hình nhất. Đôi khi mình sẽ thấy nó có những cái mảng huyết kim như thế này ha, hoặc là khi mà nó tạo thành cái máu đông. Thì nếu mà mình xui mà mình gặp ở cái giai đoạn này, giai đoạn có cục máu đông, thì lúc đó mình lại phải coi cái này là cục máu đông trong nang xuất huyết hay là một cái cục mô đặc trong ung thư buồng trứng ha. Thì
thì người ta dùng vào cái gì để người ta phân biệt bây giờ? Thường là người ta dùng đốt lông màu ha. Nhưng mà đốt lông màu đối với những cái cục trời nhỏ này cũng rất là khó, rất là khó. Người ta phải cho đi từng tử từng từ để coi nó có bắt cuốn hay không. Hoặc là mình phải hỏi là định sử ha, phải hỏi là định sử để coi là những cái kết quả siêu âm trước đó để so sánh cái kích thước của lần này so với lần trước, coi nó có nhỏ lại so với lần trước hay không, nó có thay đổi gì so với lần trước hay không, để mình biết được nó là cái đang gì, đang xuất huyết, không cần điều trị gì cả, không cần phải để thêm hay là phải chụp thêm cái gì đó, còn những từ hay là phải phẫu thuật vân vân. Rồi một cái nang khác tương siêu âm nó có đặc điểm cũng khá là điển hình, đó là nó có mặt mắt kém đồng nhất như thế này, nó là nang lạc màu vàng và nang điển hình nhất của nang lạc màu vàng là mặt mắt kém đồng nhất ha. Nhưng mà đôi khi nó cũng giống như mặt kia, nó có cục máu đông thì lúc đó lại phải phân biệt đây là cục máu đông hay là trồi ha. Hoặc là khi mà điển hình thì dĩ nhiên giữa nang lạc màu vàng và nang xuất huyết rất là dễ phân biệt. À, nhưng mà nếu mà nó không điển hình, không phân biệt được, ở đây nó có rất là nhiều cái để mình phân biệt, mà cái quan trọng nhất mình còn phải nhớ đó là cái năng xuất huyết và năng chức năng, cho nên là nó sẽ mất hay là giảm kích thước đáng kể sau một vài khu vị kinh, trong khi là cái năng lạc màng mạc hầu như nó không có thay đổi, còn nếu mà nó khó hát thì nó sẽ to hơn và nó xuất hiện dồn nha. Rồi thì đó là ba cái năng lành tính mà thường siêu âm sẽ trả lời thẳng cho mình, không có phân tiếp phân gì hết ha, sẽ trả lời thẳng cho mình năng đơn giản, năng xuất huyết và năng lạc màng mạc thường là đặt ra luôn về cái tên. Còn những cái u còn lại thường siêu âm sẽ không có đặt ra tên là u gì hết, và siêu âm sẽ trả lời cho mình cái gì, trả lời cho mình là gợi ý lành tính hay là gợi ý ác tính, để mà bác sĩ cho bệnh nhân đi làm thêm những cái xét nghiệm khác, ví dụ kết hợp thêm những cái mặt cơ ung thư buồng trứng hay là chụp thêm một ung thư, thì người ta sẽ dựa vào cái gì, người ta dựa vào cái bên trong cái nang đó nó có bắt hay không, không có bắt hay không, có tròn hay không, có tròn hay không, kích thước của cái nang, kích thước của cái nang là như thế nào. Nếu mà cái nang, nếu mà cái nang kích thước lớn hơn 10, bên trong có bắp, có chồi, có tăng sinh mạch máu trong chồi, như là cái này đi, một cái nang trên thành nang có cái chồi xùi dạng bông chải, nên cái nang này như là tính là ác tính, nhìn cái mặt đó là ác mà thôi. Rồi còn nếu nhanh hơn thì hiện nay là người ta không có, người ta không biết ra gợi ý lành tính hay là gợi ý ác tính, nhưng mà người ta sẽ áp dụng cái phân loại của cái hiệp hội u buồng trứng quốc tế hay là cái tổ chức IOTA, các bệnh viện IOTA gần bên biết mình thấy rõ là thấy nhiều lắm, thì nó sẽ phân thành năm cái loại nang, nó sẽ phân thành năm cái loại nang. Nếu một cái nang bên trong không có vách, không có chồi, bên trong không có vách, không có chồi thì là nang đơn thuần, nang đơn thuần. Nếu mà xuất hiện vách từ một vách trở lên ha, số lượng vách thì nó trở thành nang đa thùy, còn nang đơn thùy mà có thêm cái thành phần đặc thì nang đơn thùy đặc, nang đa thùy có thành phần đặc là nang đa thùy đặc. Còn cái nang mà cái thành phần đặc nó chiếm hơn 80% thể tích của cái u mà nó có phần đặc chiếm hơn 80% thể tích thì lúc đó gọi là u đặc ha. Thì theo cái tổ chức này người ta dẫn từ một cái nghiên cứu của IOTA là trên một cái dân số như thế này ha, thì năm cái loại nang này thì nó sẽ có tỷ lệ đặc tính rồi ha, mà mình thấy cái u đặc là ác nhiều nhất, u đặc là ác nhiều nhất. Còn đây là những cái quy luật đơn giản, và quy luật đơn giản để người ta tướng một cái nang gọi là lành tính hay là ác tính thì về từ mình đọc thôi. Còn khi mà dĩ nhiên trên lâm sàng chắc chắn không bao giờ mà em gặp được một cái nang toàn bộ nó có đủ toàn bộ tính chất lành tính hay là toàn bộ tính chất ác tính hết ha. Bởi vì những trường hợp đó ta phải làm cái gì, thì IOTA nó có công thức ha, và nhờ đăng ký của nó có công thức để mà mình tính ra độ ác tính của cái nang đó,
thì trong đó công chức nó hỏi mình cái gì mình điền vô cái đó. Ví dụ nó có một cái công chức nó hỏi tuổi bình dân ha, tuổi bình dân và đường kính to nhất của một ô là cái và tuổi bình dân sau mà tới trung tâm đánh giá và cái người đánh giá mà không phải là chuyên gia ở khu thi không phải thì để phải không để không ha. Rồi kích thước to nhất của phần ô, rồi cái kích thước to nhất của cái phần đầm ha, rồi hả có bao nhiêu chòi, không có chòi, một chòi, hai chòi hay lớn hơn ba chòi, rồi có bóng lưng hay không, rồi có dịch ở bụng hay không. Không có hỏi mình thì viết vô cái đó mình biết sau mình nhấn kích thước nó sẽ cho mình ra cái công thơ ra mình ra được cái kết quả là cái nam này bao nhiêu phần trăm ác tính, bao nhiêu phần trăm đạt tính. Cái đó chắc là cái trai đường đi làm.